Lê Minh, mình chào các cô, nhìn chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường bay của Lê Minh. Hôm nay mình lại tiếp tục mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình một buổi mùng 2 Tết cả nhà nhé. Thì hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều cả nhà. Đấy, 2 giờ chiều nhưng mà cái lượng du khách đang còn kéo về rất là đông. Hôm nay mình lại mời cả nhà cùng trải nghiệm với mình để xem cái bãi tắm của khung cảnh ngày mùng 2 Tết cả nhà. Let's go! Đây là quang cảnh của cái buổi trưa mùng 2 Tết này cả nhà. Một lượng du khách đổ về tắm biển rất là đông rồi cả nhà. Đúng là như kiến. Hôm nay mình lại mời cả nhà cùng trải nghiệm với mình. Đây là toàn cảnh của khu vực bãi sau của thành phố Vũng Tàu cả nhà nhé. Mình sẽ quay cái toàn cảnh cho cả nhà xem. Đấy, một lượng khách rất là đông luôn. Cả nhà nhìn xem. Đấy, chưa đâu cả nhà. Ngày mùng 3, mùng 4, mùng 6 mới là đông. Hôm nay chưa đông đâu. Đấy, hôm nay cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình xem một cái khung cảnh ở bãi tắm này. Rất là đông luôn. Đấy, mình sẽ xuống bãi tắm, mình đi theo bãi tắm để trải nghiệm cùng với mình cả nhà nhé. Thì hôm nay khí hậu hơi gió, hơi ồn. Thì có gì mong cả nhà hoan hỉ cho mình nhé. Tại vì gió rất là lớn cả nhà. Cả nhà nhìn thấy những cơn sóng như này là biết rồi, bạc đầu luôn. Đó, những cơn sóng bạc đầu này rất là gió luôn. Cho nên là cái độ ồn không tránh khỏi cả nhà. Mình muốn để cái thước phim video nguyên vẹn để cho cả nhà trải nghiệm cùng với mình. Đây, du khách ở trên bờ cũng rất là đông này cả nhà nhìn này. Du khách buổi trưa đang ngồi trên gốc cây rất là đông này. Đấy, cả nhà nhìn thấy rất là đông đúng không? Đây là cái cột cờ của trung tâm bãi sau thành phố Vũng Tàu đấy cả nhà nhé. Mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình nhé. Rất là đông đúc. Giờ là 2 giờ chiều nhưng mà lượng khách du lịch vào tắm biển. Nước giờ thủy triều đang dâng lên, nước thủy triều rất là cao cả nhà. Rất là đông cả nhà ơi. Đấy, cả nhà xem này, một biển người luôn. Đúng là ngày lễ. Đông như Tết. Trên bờ cũng rất là đông rồi cả nhà. Trên bờ cũng đông, ở dưới cũng rất là đông. Nhưng mà hôm nay gió rất là lớn. Trên bờ, dưới biển đều là đông hết cả nhà. Rất là đông luôn. Những đợt sóng vỗ cả nhà xem sóng. Nước thủy triều đang dâng cao cả nhà. Nên thành thử rất là mạnh. Sóng rất là lớn luôn. Đó, cả nhà xem này, nhưng mà lượng du khách cũng đang ùn ùn kéo tới rất là đông. Cả
nhà xem trong video có gì sai, mong cả nhà hãy hoan hỉ cho mình nhé. Tại vì gió rất là lớn. Cả nhà xem thấy hình ảnh đẹp hay cho mình một like, một chia sẻ. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ mình nhé. Để cho mình có một cái động lực làm nhiều video hay và đẹp hơn nữa nha cả nhà. Rất là nhiều thước phim hay và thú vị đang đợi các bạn ở phía sau. Hãy đừng rời màn hình nhé cả nhà. Giờ này mặt trời đã hơi sói nên mong cả nhà hoan hỉ, tại vì giờ này mới có 2:30 chiều cho nên là cái mặt trời rất là chói. Rất là đẹp nha cả nhà. Hôm nay sóng rất là lớn. Những cơn sóng vỗ rất là lớn này. Sóng hôm nay rất là lớn rồi cả nhà. Ở dưới biển cũng đông mà trên bờ cũng đông. Đó. Phía trên bờ này cả nhà này rất là đông, du khách phía trên này rất là đông luôn. Thì trong video có gì mong cả nhà hoan hỉ cho mình nhé. Cả nhà xem hãy nhấn like ủng hộ mình với cả nhà để cho mình có động lực mình làm nhiều video hay hơn cả nhà ơi. Đấy, những hình ảnh rất là đẹp và thân thương này cả nhà xem này. Đấy, nhấn mạnh tay like vào cả nhà. Thì giờ này mới 2:00 chiều nên cái mặt trời rất là sói, mong cả nhà hoan hỉ cho mình. Tại vì mặt trời lúc này rất là ngã bóng mà thì nó chói. Màn hình cũng không có rõ nét lắm tại vì nắng cả nhà. Khách rất là đông. Đấy là nhà xem này. Người đông như kiến. Rất là đông phải không cả nhà? Đúng ngày lễ. Chiều 4-5 giờ chiều thì còn lượng khách còn đông nữa cả nhà, một ngày một đông. Tại vì khách du lịch về tắm tại vì cái khí hậu Vũng Tàu hiện bây giờ rất là nóng, rất là nắng. Cho nên khách đổ dồn về tắm biển rất là đông. Càng về chiều càng đông rồi cả nhà.
mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 còn đông nữa. Nhìn này cả nhà, nhìn này, sóng nó lên là những cái phao nó trôi này. Đó cả nhìn này, nhìn này. Phao trôi hết này. Đó cả nhà xem, lượng khách rất là đông luôn. Trong video nó hơi ồn, mong cả nhà hoan hỉ nha, tại vì gió rất là lớn cả nhà. Nước này cả nhà nhìn sóng nè, sóng vỗ xô bờ luôn. Nhìn các em nhỏ nè. Lượng khách tới du lịch đất Vũng Tàu thật là khủng, rất là đông. Cả nhà nhìn xem một cái lượng khách này ở trên trên bờ này cả nhà này. Đứng trên bờ này nhưng mà hơi nắng hơi sói tí cả nhà. Rất là đông vào ngoài nhà, cả nhà xem này. Rất là đông vào ngoài nhà. Đây là mới có buổi trưa mùng 2 thôi cả nhà nhé. Buổi chiều nay nó còn đông nữa. Mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 còn đông nữa cả nhà. Một lượng khách rất là khủng luôn. Mặt trời nó hơi sói cả nhà, thì có gì nhà hoan hỉ nha, tại vì mặt trời rất là nắng, rất là sói luôn.
trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác đã cùng đồng hành với mình trong phút diễn qua một lời truyền nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video kế tiếp nhé. Cả nhà hãy nhấn like ủng hộ mình và đăng ký để cho mình có động lực làm nhiều video hay hơn như cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ.